có ai đi không? Đó, muốn ở đây xin thế nào? Đưa đây. Để xin quay qua. Quay cho mấy khách này. Bật lên nhẹ nào, bật lên rồi. Đó, tỏ ra ngoài mới xịt cái hạt cát. Cái này có hạt ti không? Đưa đây, đưa đây. Alo. Là con nước hả? Dạ. Chắc là Thiên Hà hả? Là. Anh xin lỗi. Để chạy đi thăm Đại Thiên Hà đón anh nhé. Có ấy ông xuống rồi anh. Ờ. Thôi chờ những tiệm chút đi vô mà hai bác đi mai bố hứa với lòng bố mua cho cái điện thoại khác đi vô bố đang bị hành xe đây khổ quá không xe hành gần chết anh em tới mà xe hành đây rồi bà chị so sạc cho bố chút xe hành quá trời luôn nhanh lên anh em ơi ok xe này không chỉnh được cái anti này anh em ơi nổ xe này nghiệt ngã vậy nổ máy em trai. Đồ áp bơm 3kg oxy nhặt bẹt canty không chỉnh được. Em nổ gà rư mọi người thấy không? Xiết hết vít gió xuống rồi này. Áp bơm 3kg nha mọi người nha. Đó, rồ ga này mọi người thấy không? Đấy, cái này xử lý cái van này luôn rồi này. Đó, nó cứ lư. Dòng tua máy này nha mọi người. Chết thật, tối rồi xe hẳn. Ngoài tụt cát. Rắc đây. Bỏ vào xe lít. Đến giờ đi nhậu ở xe còn hẳn. Chán xe thật, thôi thôi khỏi. Xe này này khách bảo đi mấy thợ rồi? Hai thợ rồi á. Xe này đi hai thợ rồi hả? Đồ anh em thấy không? Chết. Dòng tua máy 1900. Thời gian full 2.3. Trời ơi oxy này anh em ơi. Anh em ơi, bà hỗ trợ mình cái anh em ơi, chết rồi anh em ơi, hành quá mọi người ơi. Trời, oxy không vôn. Nghịch ngã dữ trời. Garanti không chỉnh được luôn. Trời. Chết. Không có tác dụng mọi người à. Đấy, lọc cọc. Có anh em học viên đang ở khách sạn rồi chờ mình mà xe hẳn thế này thôi. Chất. Rồi dòng tua máy này, 1600 này. Tủ O2 78 mV mọi người ơi. Chết. Áp bơm 3kg căng đét. Trời ơi. Dọn đồ đi em. Đồ. Dòng tua máy 1600, 1700 nữa chứ. Đẹp quá trời đẹp. Garanti nổ vẫn chưa sướng.
Bớ cám à. Garanti không có tác dụng. Không tác dụng luôn. Trời ơi. Chết. Anh Khánh Dâu ơi, coi bị cái gì anh giúp em cái. Khánh Dâu ơi, chuẩn bị em đi nhậu rồi anh trai ơi. Mày chết thằng em mày rồi, anh cứu em phát đi. Bữa nào ra nồi em ba uống nước trà anh Khánh Dâu ơi. Đủ chết vỡ mồm. Cứu em cái mọi người ơi, để em đi nhậu cái nào. Đủ ngày mai thế này làm sao mà dậy trời. Khôi phục. Trời chết. Chết rồi. Khôi phục rồi. Giờ làm sao Khánh Dâu ơi, giúp em, chúc anh Khánh Dâu ơi. Trời, anh Khánh Dâu mà không giúp em thì em chết luôn á, anh Khánh Dâu ơi. Em yêu anh nhiều lắm á. Thầy làm sai quy trình rồi. Rồi, mọi người xem thông số nhá. Đói bụng quá rồi mọi người ơi. Rồi, góc đánh lửa, thời gian phun cho mọi người nhá. Ô 2 lại xuống rồi. Đứng im như thế này này. Cái máy giờ nó cứ nổ cứ cà từng. Đủ chết. Vỡ mồm à. Oxy đứng im. Trời, gan ti trong nhỏ dữ ta. Đủ mắt lách cách cái gì đấy nhỉ. Kêu gì đó ấy. Đó. Từ vàng muốn hư rồi à? Bully hư à? Cháu bảo thay đi. Chết rồi. Trời. Đổ mà giọng lóc cắt lách cắt này chết. 30 Tết rồi. Tay ga xuân dần ơi. Mời anh em học viên chạy qua đây giúp Đình Tuấn một tay đi anh em ơi. Tống ba chạy qua đây, giờ không có công an đâu. Chết. Oxy giờ đứng 700mV đứng im luôn. 600 đứng im. Rồi lúc 0mV lúc đứng im cái này chết rồi. Lại rồ ga. Lại rồ ga. Chết. Mẹ. Đồ. Chết. Má cái này thì làm sao mà dạy được đây. Vỡ mồm khôi phục. Tay ga xuân dần ơi, em nghe theo anh khôi phục này. Ô xì kê. Vui lòng ngắt kết nối nổ garanti. Ba để mời. Chimo hello. Đây anh em người thứ 5 tới này. Đêm nay còn 3 người nữa, rạng sáng ngày mai cho tới 22 luôn. Em Huế à? Sao nãy bảo Hoàng Nhơn mà. Sao nhanh như vậy? Lúc em đi xe lúc 11 giờ đấy hả? Ok.
Đủ gặp cái ban này chưa, cứu anh cái coi. Nổ gan tin lần khừng bỏ giỏ trong kia đi, chúc anh chúc. Cứu anh chúc nhanh lên đi nhậu. Đùa xe gì đâu mà nó nổ gan tin nó đờn dữ người ta. Đồ đờn, dòng tua máy này là không ngon rồi. Chờ oxy đứng im luôn. 600. Nó lại òa ga. Lại òa ga. Rồi, lại 2001. Anh Khánh Dâu ơi, giúp em với anh Khánh Dâu ơi. Ngoài xe gặp xe này chưa? Cứu anh cái chứ, ngồi đây cứu anh cái chứ. Tao điện thoại anh đâu rồi? Đưa đây anh cái. Van từ ok rồi. Ban từ ok anh Trần ơi. Thầy bảo cho cứu. Chờ chút nữa con. Bố đang nôn. Chờ chút con, đừng có gọi bố. Đồ gan tì bạn hết vít rồi, cứ tắt luôn. Rào hết. Gan tì bướn. 2000. Vít gió không có tác dụng. Chờ anh chút nha. Tháo dây ga ra rồi, điện áp bấm ga không độ mà anh tay ga xuống dần. Ước gì có tay ga xuống dần ở đây với Khánh Dâu nhỉ. Đồ anh hàn này chết rồi. Làm anh chung. Bảo anh em chở nhau qua đây ấy, con xe nó hành quá, anh em cứu giùm chút rồi đi nhậu luôn đi. Đi. Xe nó hành quá, bảo anh em tốc hành chạy qua đây cứu cái ban này cái. Ok cái thì Tuấn mời đi nhậu nhá. Nếu mà bọn năm anh em cứu được cái ban này thì Tuấn tối nay mời nhậu nhá. À, mà cứu không được thì mới ông phải mời tôi đấy nhá. Ờ qua đi, coi Google Map qua đi. Giúp anh chúc em. Ngoài đây ban nóng hổi đây mà cười giờ cười múc. Tới sớm múc trước cái ban này hay nè. Mai mốt học không có đâu. Làm đi, thoải mái trên tay đi. Tí anh em qua kia nó bụp. Nè máy nè.
Giờ có cảm giác run cái gì mà run, gặp anh đây mà run nè. Bố ơi, ở qua đứng qua góc đó bố ơi. Phạm Văn Tuấn ơi, đêm nay mà năm anh em mà cứu em được cái ban này ok, đêm nay là nhậu là thoải mái hết. Được chưa? Rồi nếu mà tới đây mà không cứu được em cái ban này mọi người trả tiền. Ban này nóng nha. Đến đi, đến đi, đến đi. Khóc rồi, khóc từ chiều giờ. Đây tiệm nhà anh. Tiệm kia tiệm 2, kia tiệm 1. Mà chạy bớt về xem đây, nhiều thứ lại. Mà hết vít rồi, dịp vạn hết vít kìa. 2000. Vụ này phê quá Nguyễn Khắc Điệp ơi. Giúp anh cái, thò tay vào làm đi, rửa tay đi ăn. Về nhà tắm rửa đi ăn giúp cái. Múc đi mà. Thua. Thua hả? Đồ má. Má chết. Thực tế nè anh em nhá, cái này không đánh ban nhá mọi người nhá. Thằng của em ở cửa hàng 2 nó hằn 2 tiếng đồng hồ nhá. Bây giờ mình chạy về luôn nhá, vẫn hằn nhá. Đọc lỗi này. Mình không có cái kêu quay ở đây, rất mong mọi người thông cảm nhá. Nhà đây còn mấy cái nón bảo hiểm mặn nhỉ. Để anh tắt khóa, để anh cái. Còn cái nón này không nhỉ? Cho mấy ông đi. À, còn cái chưa tắm nữa. Không có, xúc hết họng ga rồi. Em mở anh cái van từ ra lại cái. Cái lục giác thôi nhỉ. Em trai mở anh cái van từ ra lại cái. Làm cho quen tay cái anh đi. Tắt máy, tắt máy. Cái gì đâu, thằng dữ vậy. Họng ga rồi mới xúc mà mọi người. Em này xúc hết rồi mà, lính thợ làm hết rồi mà. Rút cái giác ra em trai. Nhú nhà. Đây anh em ngon này nha. Nổ máy em trai, nổ máy. Bịt ập, bịt lại, bịt cái van gió lại. Với không ngon đúng không? Lừng khừng đúng không? Với hòa ga đúng không? Ga thì khá cao. Đi xì ở đây ngon này. Hả? Xì đâu hả? Không xì đâu. Đồ hồng tô máy 2003 luôn. Chất. Đồ
cái nhỏ gì. Hồng gà xúc hết rồi mà đúng không? Xúc hết rồi. Vỡ mồm rồi. Không 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 tác dụng đúng không? Không tác dụng nữa đúng không? Tuấn Thảo ơi, góp ý em cái, Tuấn Thảo ơi. À, không có tác dụng rồi. Chia đỡ con vào. Test Covid rồi mà đúng không? Dạ. Tiêm mấy mũi rồi? Dạ, 2. Mở một lâu thế nhỉ? Được 50 đây em đúng. Ờ. Này ông này đắt ở gần rồi. Mớ này á? Đó. Ông này ở xa, Hà Nội với Hồ Chí Minh mà. Alo, bay vô. Bay. Mất tác dụng. Này gan ti nhỏ này mà máy rộng quá rồi. Hả? Máy không tròn đúng không? Cứ ạc. Trời ơi, Tuấn kêu gọi anh em mà không ai giúp mình luôn anh em ơi. Trời chết. 2.4, 2.5. Rồi, oxy nhạt bẹt. Đồ toang. Em đã dùng máy gì? À, tôi mua ai? Mua lâu chưa? Có mang không? Có mang theo không? Sao mà tuôn mấy chấm? Bản nào? F à? Bữa nào lên R, bữa vậy không cầm vào. Dòng tua máy đẹp nha mọi người nha, oxy lại tụt xuống không vôn rồi. 1600, 1700, oxy lại 78 mV. Không ngon đúng không? Nó nổ nghe không ngon nhỉ? Hay ăn ù tai rồi ta? Đúng không? Cọc. Quốc Võ xin chào anh nhá. Xăng kim đổ ngon hết mà. Trời, mấy ông này lâu quá thế nhỉ. Thấy ông đi bộ tới đây giờ mấy ông ấy. Hay buji kim phun.
tức rồi, lại hòa rồi, lại hòa ga rồi. Má nhìn nhìn mấy cái lại ga anti lại to, lại 2001. Đồ chờ nhìn nhìn mấy cái lại lên ga mọi người. Mày xe lạ chứ không. Chỗ hỏa to hơn nữa chứ. Thầy chỗ 2001, 2002. Kìa ông đi bộ thì tới kia đúng không? Hả? Rồi chuyến này yên tâm anh em ơi, có anh em tới cứu rồi. Kìa, của bốn ông luôn. Đó, bốn ông tôi cứu nha. Đó. Xong lấy xe máy đi. Tổng 2, tổng 3 luôn chứ. Vào đâu? Coi con gỗ lên đây, nhà đây mà. Làm em nghe, tao hành đi ăn cơm nghe. Đủ hành từ bấy giờ là thua. Đủ nó cứ hòa. Đụng tay vào làm em giúp em cái đi nhậu. Làm xong em bao nhá, 5 người em bao. Không có 5 người bao em. Đủ nó hành cái thằng nhỏ kia từ bấy giờ nè. Nó bảo ơi sư phụ ơi ra cứu em cái. Nhỏ nè. Đây. Oxy không có vô nào. Oxy móm. Đang nhỉ. Nó xúc hết họng ga làm hết rồi mà. Động cơ mới làm mà. Động cơ làm nãy đó. Bén dao. Họng ga này làm hết rồi mà. Thằng này 5 năm mà. 5 năm rồi. Mẹ 5 năm rồi nó hành xong hành sư phụ. Nó sạc cái mượn sạc cái bài đi đâu mà cứ sạc. Hả? Dì sẽ. Dì mua của khác cái tiền này. Nhiều rồi. Motocan này chưa có sử dụng. 2, 13, 90 rồi đây. Chỉnh ganti đi cho nó về dòng tua máy giùm em đi. Thì về luôn à? Nó đéo được sạc. Điện thoại mày đi đâu tối rồi sạc. Máy cũng kiến thì nó cũng trả hành. Đây, đây. Đưa đến luôn. Mọi người gọi bé con đưa ăn cục sản đây. Đưa ăn thuốc mày. Đưa cho phòng lấy cục sản trắng nhủng, chắc đen đen. Đó, ông nào ông bén dao vào dòng tua máy đó. 2000 mấy à. Ừ, chỉnh đi, chỉnh cho em cái oxy rồi nó ngon lành cần đào lại nào, nhanh đi nhậu. Mày 7 giờ hơn rồi. Đó là thực tế đó, ba này thực tế luôn á. Ô anh này em đón lúc nào ta? Anh. À lúc nãy thả vào phòng trọ luôn đấy gì? Đúng cái sáng chết là đồ. Nó xe hẳn hoa cha mắt luôn rồi. Thôi thôi thua thua thua. À lúc nãy em chở anh em bỏ trong máy em về đi về luôn đấy đúng không? Chở bắt tay xong em nhìn đâu mà thấy lạ, em cứ tưởng trẻ chứ. Bây giờ ganti nó không ngon, thấy không? Máy lưng khưng kìa. Có cái dây mà cái cục sạc màu trắng đó mà dắt màu đen thì lùi đây. Ờ. Có cục màu trắng dắt màu đen thì lùi á, dắt dẹp á.
Nó xúc làm hết rồi mà. Nó làm hết rồi. Mình kiểm tra lại. Rồi lấy cà lê rồi tháp tắt máy. Rồi ok đúng rồi không tin. Lấy T10 em cái trong này anh. Ba này hay mà nhanh lên. Sư phụ biết chưa? T10 đó. Chưa, thằng này nó làm cái giòn ai mà tháo ra? Giòn ở đâu? Giòn thấy ai mà tháo ra? Có tháo không? Không. Coi giòn ở đây này, coi này. Cái này ai mà tháo cái đó ra? Ai xúc hồng ga tháo đó ra? Giờ mình cần phải kiểm tra. Ừ. Không tin được. Thằng này 5 năm rồi mà, này chuyên FI mà. Cao thủ rồi đấy hả? Tiệm này của nó mà. Ngoáy tay này nó được chưa sư phụ? Ok. Rồi đấy anh em là trợ giúp đèn pin vô nhanh đi nhậu. Cà lê 12. Nửa tiếng 15 phút nữa xong rồi thôi chia tay. Có mà xin rong đầy đủ. Coi nào. Đấy đừng có đi dán keo. Người ta tuyệt đối không dán keo có. Không thằng này dễ gì mà. Ô xì kê. Không tin được. Thế cái này mang đi dán keo. Không, bây giờ thay cái bậy không thể nào hư được, không hư mà. Không hư. Ngọc Thiện gọi gì ta? Không hư. Phải có gọi Thiện, cúp máy gọi Thiện ăn nhé. Ôi, sạch lắm, mới làm máy mới làm quả mà. Không động cái này. Không, ai mà xúc ở đấy, ở đây không xúc không mở ở đó. Không mở. Có mở van từ ra mở. Bây giờ mình mở sao? À. Mình kiểm tra cái cà lê 12 T8. Quyết tâm mở hả? Mở. Ở trong có cọc xin nữa mà. Ai mà mở mà. Cái sư phụ chốt được ban bệnh này chưa? Chưa. Như thế không? Đây thử chốt thử cái cho nào. Lên chỉ khó gì vậy? Trời. Cái tu vít bốn. À. Khó gì vậy? Ừ, thôi, nãy tôi bỏ lên tôi chưa bỏ à? Ờ, gì vậy? Cái nói là đi cái hạ tỉnh rồi đấy. Chết hết rồi. Mới vô. Không quậy luôn. Quậy luôn, không ra luôn. Quấn chưa? Đây. Đồ ai chứ đại ca này máu chơi lắm, chiến gốm lắm. À. Ăn đó thôi, rồi nhìn đi. Đồ tháo hết luôn á. Rồi T8, mà mạnh T8. Thôi T8 mở ra rồi, súng cái gì mà súng ai mà mở cái đó ra đâu mà. Kiểm tra. Nhìn ông là biết ngay chứ. Đúng rồi, phải thực hành như vậy. Mẹ tới sớm mẹ chưa học, hôm nay gặp được cái ban này hay rồi. Phụ khóc thì học trò chắc miếu. Từ bấy giờ đây đang chuẩn bị tắm cho thằng con để đi đây mà thằng này nó bảo anh ơi em 2 tiếng rồi. Mang đo cả áp bơm này mà đó còn nguyên. Có rửa sạch đi có tháo. Mà không tháo, đây cần gì phải tháo mà cái hộp xe mới xe này nó sạch mà. Bấm ga có bị chỉnh cái này không? Ai mà bấm ga không độ mà nhìn máy gì. Bấm ga không độ. Không độ hả? À, thì không độ nãy phải nhìn máy không độ gì. Đang hở đây. Đâu? Đây. Đâu? Đây. Cái này bình thường như có cái gì đâu. Ôi, tắm bậy thế nào. Cái lỗ giờ cái đồng tiền nào mà kín được. Nó phải nhìn xuyên qua kia chứ. Sao mà kín được hoàn toàn. Không bao giờ kín được 100% mà. Đưa đây. Không cãi nhau. Đưa đây mà. Tự nhiên là mình làm như vậy sai. Cứ cắt cái họng ga thế này mà. Mà nào nhìn cái họng ga này bảo có hở không nào. Hơi mở đấy. Chắc khổ quá, họng ga lúc nào cũng nhìn xuyên trời mà. Chứ buồn cười nhỉ, họng ga lúc nào cũng nhìn xuyên trời. Kính thế này còn gì nữa, nó hơi hơi thế này mà làm sao không thể nào nó đại được 100% được. Đùa, nhìn cái thông số này, không không là biết gì, nó mở hay không, có máy này mà. Cái này tôi không nghe. Rồi cứ kẹp vào, kẹp không, kẹp cái này vào đã, kẹp cái này vào. Rồi ok. Rồi kẹp cái cảm biến này vào thôi, khỏi cần cái đó. Rồi kẹp cái này vào. Rồi. Rút cái kim ra. Rút cái jack ra cho nó bảo lỗi, rút cái jack kim ra.
mới bị con Novo là Novo tăng. Novo mới thằng thợ tắm mao Novo rắc rút chưa ra kìa mà Novo đấy giờ không biết rút chỗ nào đâu. Ừ. Từ vụ nói cái run hết cả. Loạt hết chân. Đấy. Rồi chỉ cần có TB thôi. Rồi vô bật có điện giùm em cái. Xăng phụt ra không? Phụt cái gì mà phụt. Rồi. Nó tháo ra nó bẻ cái này nó chưa lấy kìm cắt hơi thô đây nè. Rồi cứ không không mở dây ga ra chưa nào. Rồi. Vô. Người ta không biết văn ngoài này. Anh bén dao rồi. Chuyên cái motocan này thế nào? Rồi, chuyên motocan. Không biết bấm cái loại này. Bấm rồi. Bén dao. Cái này là dao bén chứ không phải dao. Mai máy nào dạy hết ngày kia. Rồi còn thực hành nhiều, học ga này còn thực hành nhiều. Đói bụng quá, uống hai ly cà phê say sẩm. Không biết xịt bắp không, còn lột cái ra tí là đỉnh. Ở đây mà làm hơi là không bao giờ bị đội số bắp. Ở đây không chỉnh được gan tim. Đây nhìn vào máy này mai mốt mua thêm cái nữa. Một cái cũng đang gõ mồm tiền rồi thầy còn cho thêm cái này nữa thì trên này này mua cái máy khác mua cái máy đếm tiền đấy. Lúc mà được tốn kén không có quen cái lúc ok đập đầu luôn lột ra đi ra lại lột ra luôn tôi yêu cầu lột ra. Không quen thì lột ra. Lột cái gì tầm bậy tầm bạ nào cái thương hiệu của cái ta nó hơi tí là cứ lột không. Ngàn cái tem mà 10.000 con tem đó mà 10.000 giá 20. Sao mà mở không biết bấm? Không biết bấm cái loại này. Lừa cái tay vô chứ. Này. Mẹ chán từ bấy giờ không đi nhậu cha rồi. Con chưa đây, tắm. Đây có một tô can này còn không bấm thì chúng tôi làm sao mà bấm được. Không bấm được à? Có mượn cái xà mát tun của tôi đây nhá. Có đây rồi. Okay. Ê. Sao lâu thế? Không có tìm được đất ok chứ. Ok á, trời ok đây. Ra ok quên, đây. Quên coi cái máy xe máy. Trời ơi. Trời ơi, chết rồi. Chết gì. Ê, mày cần về. Trời này toan. Ok chưa? Ok nó đó. Lít. Sử dụng cấp nói. Ok. Việt Nam. Ok. Cứ trốn 110. Lít 125. Đợi 23 tới 29 đó. 25. À 23 29 cho và 25 23 20 mấy. Đọc mà lỗi. Số không có xóa, bây giờ coi thông số thôi, bấm ga nó có mở hay không được rồi. Thông số lên anh thế nào? Rồi. À. Độ máy bây giờ là bao 73 độ đây. Rồi. Trong góc mở bấm ga thế nào? Nhiệt độ máy là con ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa? Chứ cái ngoài cho bố cho ăn cơm dùng chung. Nha. Cái ngoài cho ăn cơm dùng cái. Nha. Vô kia ngoài lấy cơm ăn liền. Trời. Giờ chết thật. Giờ chưa ăn cơm. Đó máy làm đi. Không nổ. Đó, coi thông số đi chứ. Chưa hả? Không không là được. Coi là có bỏ ra không độ. À. Nó không độ hay là bao nhiêu độ nè. Đây, có bỏ ra không độ. Đó. Thì thôi chứ, tự nhiên mày nó mở thì anh mới làm chứ. Điện áp đó là không độ là tức là bấm ga không hở. À. Nó có 500 điện áp có 547 à. TBS anh kéo ga lên nào. Đây. Trời. Đây kéo ga lên nó một con máy nè. Hết ga nào. Nó đang bị ừ, gan ti. Đang từ bị chết. Chặt luôn. À
hai con. Ba con. Nó bao nhiêu con? Bốn con 27. Bốn con 2 và 4 con 3. Tiêu chuẩn nó là mấy vôn? Không không, 500 mV là được. Trên 200 cho tới 600, 700. Nhưng nó vẫn nằm trong giải. Ôi, nó nằm trong giải nó mới không báo lỗi gì. Bây giờ anh gắn lại hết đi. Anh gắn ổng ra lại hết đi. Không bao giờ bị ổng ra rồi. Đồng tiền đổ xin đổ lung tung đúng kính như vậy. Mai mốt phải làm nghề phải làm như vậy. Nhiều tâm mao khác nó mở ra mất cha xin. Gió lọt sờ tay vào nó xịt 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 gì. Nhưng mà cái đồng tiền này tôi không chấp nhận. Kể cả nó vẫn là không độ. Vẫn không công nhận, vẫn... Tắt khóa. Thôi cứ từ từ bình tĩnh. Rồi đến giờ đi nhậu. Mình vừa ăn gió rồi, no rồi, không cần ăn nữa đâu. Mới ăn gì đâu? Vừa đi đường hít không khí rồi. Trời ông đói quá. Nãy mà nói chờ đừng tốt với. Ông ăn nè. Ăn thì khuyên nào đâu, ăn không khí. Này nó giống nhau. Giờ đừng tướng với, ra mình chơi tâm sự chơi. Tiếp đầu mà. Tối bên nay là phải kiếm gì lót dạ đi. Không tí cơm chiên chứ, tí ăn cơm chiên cháo hải sản. Chứ ăn căng đấy cơ. Cơm ấm bụng chứ, cơm rồi mì xào rồi cháo hải sản. Rồi anh em mình mới làm vài lon chứ. Mà đêm nay em thức tới sáng đón anh em kìa mà. Tay ga Xuân Dần đâu, tay ga Xuân Dần nó ở nhà nó mà. Hả? À thức đi đón dùng cái hả? Tí đưa điện thoại đón dùng cái. Bà mà chỉ đường ra bên đi đó ở đâu? Thôi rút áp bơm ra luôn đi, cho khỏi lèm xèm dùm em cái. 3 ký căng đét rồi mà. Thôi rút lấy luôn, ra luôn, ra giòi ra luôn. Đây chứ. Để mặt cái này rồi. Đè xuống cái. Đè xuống cái lắc nha. Đè mắt. Để mắt mờ. Hòa tay hút cái van Empapo ra xem nào. Gõ gớm không? Một gớm không? Đó là cao nhân đấy nha. Chỉ đang bịt tay luôn à? Dạ. Dạ. Loại trừ hết. Mai mốt cứ 3 người, 1 mà 3 đến 4 người một xe nhá. Thực hành đấy. Đâu rồi mà ngày mai. Mà cha nó mai thằng kia làm chưa khám biện rồi kim phun từ từ chứ này và cái rắc chưa cắm vô cần gì phải cắm liều rắc làm gì rắc này cần gì phải cắm không xì đâu gương bị bỏ thông gió luôn hả? À coi sợ lủng lỗ đây hả? Cái này cũng là một cái chiêu ấy nhở. Lỡ mày nó xịt xịt ở đây sao đúng không? Mày có lý đấy nhở. Chiêu này ngon đấy. À sợ lủng dây thế này cái gì? Nó lọt gió đúng không? Ngon ở đây. Tầm điện gì? Cam á? Về thợ ở đây nó căn cam bao giờ mà rớt tầm bao giờ.
rung nhé. Đó, lọc cọc cái này, nó gan ti không đều. Rung thì nhựa chưa bắt nó rung chứ. Loại trừ dây tốt. Kiểm tra đầu rắc mô bin. Mô bin à? À mô bin bỏ lửa nó không vậy? Cực ấy nhỉ? Không để ghê chứ, tính ra đâu phải vừa đâu. Đồ cái này ăn gặp nhiều đúng không? Ăn chay. Mới ba này loại trừ gốc á. Đầu hoặc Fuji. Ừ đâu độc không nữa nào. Đầu bọc á? À? Kéo giật. Giật thì biết ngay. Sợ giật thì không phải sửa xe. Ờ ok. Cái này lúc mà anh em mình đi vào ấy nó ráp. Anh hiểu không? Em đi đón mọi người xong em mệt quá về nhà em nằm game bị say sẩm một cà phê ấy. À thì lúc nãy em ráp đây về từ bấy nó cứ hi hài hùng. Bấy là lúc nãy ở đây. Đây về rất qua thấy thằng ấy đang ở tiệm ấy. Đấy. À sắt họng ga mẹ nó hành nó sắt họng ga. Mình bảo họng ga bình thường. Thế từ bấy mình làm kia nó không dám gọi mình bảo an toàn ra coi giùm em chúc mẹ nó cứ lờn đờn. Không lùi cái này. Reset đủ các kiểu rồi mọi người. Giờ chỉ còn lấy cái smart tool mà remap lên hóa hay ấy nhỉ. Khả năng smart tool mới sửa được. Smart tool mới sửa được bạn này hả? Khéo giật. Thôi cẩn thận. Để đi. Rồi anh để đi, tay anh để đi thôi, để tao không để. Bên kia bắp thắng rồi. Rồi tay anh để đi. Bắp thắng bên kia. Đi chống gãy, đi chống đi. Mình thế, bọt tốt. Bọt gì mà bọt. Bọt nào. Bọt ngon mà. Bọt này ok mà. Chờ tay ga xuống dần bay vào xử lý ban này luôn. Bọt gì mà bọt. Đêm nay làm quạng anh em tới sáng mà mai chưa học mà mai đi du lịch đúng không? 18 mới học, ngày mai ra tiệm quấy đảo 18, tối 17 mới ăn ngủ ngon, sáng 18 ra chúng ta mới học cái cơ bản nó nhỏ mà 3 ngày sau chúng ta mới bắt đầu tăng tốc. Làm gì thay bugi thay mô bin à? Sợ mát hả? Không, mát gì? Bỏ nhất giết rồi rút đầu nòng ra luôn. Sáng mai rút đầu nòng ra nếu không xong. Thay bugi mới rồi. Đây nó thay luôn. Ở đây riêng đồ nạc bugi mô bên sườn không cần phải suy nghĩ. Mẹ cái thằng lính kia nó khóa cửa mang chìa khóa về nhà nó mới đau. Cái này nó bị lỗi xe rồi. Lỗi xe mà. Rửa xe cái là được. Sửa xe á? Rửa bằng smart tool á. Smart tool rửa. Smart tool bây giờ lại không ở đây, khóa cửa ngoài kia thằng kia lại khóa cầm khóa về. Mẹ tức không? Cái này sao giao xe? Cái này là phê đấy. Tầm cam không phải đâu, tầm cam nó bị hộp ga chứ ăn lên ga con ngọt mà. Lên vừa thôi, xe mới làm quả. Có gì nhét bô e không nhỉ? Mở bô e luôn à? Đồ ngớm không thấy không? Mày cày như ông ấy đấy. Mẹ xuống núi nó mới tốt. Mẹ hò tay vào làm. Nhấc đầu đi. Anh em này comment bảo mở máy kìa. Nhấc đầu ra đi. À rút máy. Motocan này đâu hiểu chỉnh được AF anh em. Phải có motorbox chứ tay ga xuống dần motorbox bán rồi. Không biết con vợ có không biết.
Đây tí lấy xe này chứ, mai cấp cặp cặp hai anh em đi xe, anh này có xe rồi, mai cấp nó đi đi bộ mỏi chân lắm. Đói rụng hết ruột rồi. Mấy anh em đói chưa? Đói lắm rồi đúng không? Hả? Dạ. Anh trai nãy kêu ở đâu thế nhỉ? Em nãy cứ tưởng anh trẻ chứ, em vào bắt tay em chở anh khách sạn em đi luôn, em hơi bị mệt mệt. Thế từ bấy say sóng không nhận ra anh luôn. Quảng Bình à? Motorbox bán rồi anh Dần ơi. Không còn motorbox nào hết. Remap cho sư phụ thử đi, sư phụ mày cầm cái máy sao mà tuôn lên cho sư phụ mượn đi. Mới thay, thằng này nó thay hết rồi. Không phải dạng vừa đâu. Này nó làm hết mà, 5 năm rồi mà. Thế em này mở tiệm chưa hay là ông chủ chưa? Chuyến này về là bộp á. Còn bốn anh này là ông chủ hết rồi. Tôi ông chủ xong lại xuống ông chủ. Đầu tiên là ông chủ lại xuống ông chủ, ra lại ông chủ. Ôi chị kê. Phúc. Phúc. Bụp. Bén dao này. Ủa, bén dao cầm chỉnh gốc không? Đó. Anh em học bén dao nhá. Đó, bén dao cầm motocan điêu luyện không? Bởi vì anh sử dụng motocan mà. Cái máy không ngon, cái máy cứ cọc 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 mà. Đó, nổ đờn không? Dạ. Yeah. Vặn tay nó khỏe chứ. Mới vặn cái bộ ẻ đã lại xuống vít rồi. Ở quê mà anh cứ làm như thị xã xuống vít đổ. Thế mà cái kia tôi không phải là tôi dùng súng đâu. À. Dùng tay vặn đâu. Làm theo đúng nguyên. Ok anh. Phải không? Tới sớm là chúng ta có van ngay chứ. Nhỏ kia nãy cũng phê rồi mà. Phê rồi. Phê nó mới nhờ mình. Nói chung mấy thằng này ở đây nó phê rồi nó mới gọi em. Chứ bình thường dễ gì mà gọi em. Không dám gọi mà. Cái thị trường mất công ở đây cho nó còn có Lâm Quang lấy mất rồi. À đây còn. Em hầu em chạy không em chạy để nó bỏ nó đi rồi chưa tiền đủ nó đi mất cát. Em Tuấn ơi, Tuấn ơi. Bạn này bạn comment bảo anh Tuấn ơi kiểm tra bô bị tắc. Bô tắc. Tắc bô ấy. Tắc bô. À. Nghẹt bô. Nghẹt bô ấy. Có không? Ba này có nghẹt bô không? Có. Nghẹt bô thì cũng chưa gặp. Gặp V3 là gặp rồi. Tay ga số dần máy làm sao mà hiệu chỉnh AF được anh? Có motorbox đâu. Motorbox em bán rồi. Có motorbox mà lấy gì mà điều chỉnh. Vất đất rồi. Động cơ máy ok chưa? Ok đó. Đó lên 1.500-1.600 ấy. Giọng đúng không? À, vòng tua máy nó ok mà. Thì còn vô. Quy lại là không có máy sở mắt tu ở đây hoặc là mô tô bốc đây là không làm gì được. Tua máy này ngày rưỡi. Có kim mới để thay thử không? Mẹ thằng này vào nó ước kiểm tra xe chứ mẹ cứ vậy nó giã ra chứ giờ vỡ mồm. Cái máy không đều hả? Oxy nào, thôi được rồi, 1.500-1.600 rồi. Đồ 1.200, oxy lại 1.200 rồi. Thì tăng mạnh như cửa. 1.200 mẹ hôm nay không milivolt mười mấy, bữa nay là 1.300 rồi.
Không biết xe này nằm ngoài giải luôn rồi. Mà cái lung tung lúc nãy vậy, lúc nãy nó có mười mấy milivolt mà. Nãy giờ nó bị loạn rồi. Quay lại là chú Vũ có cầu cứu được cái xe mất tuôn lên đây không? Để khóa cửa mất tiêu mà. Cái này là để lại thôi. Dạ. Nếm thử tí oxy á. Oxy hết rồi, tiêu hại chưa. Cái này thừa oxy mà. Cái này thừa oxy rồi. Ô giờ à, lọn à, cái này ngoài giải rồi. Quẹt giờ không đỏ nữa này. Hết thời luôn rồi. Anh chuyên bán lại bật cửa của Nhật đấy. Thôi nhậu đi. Không có máy không tìm được. Mà... máy đây. Máy này. Đồng đỏ thì máy nào chả đọc được. Giờ lại ngàn hai rồi nhau rồi. Tôi mua này. Có kim mua mới thử chưa? Ngọt mà không có hộp ga đâu. Đây hộp ga để dai nổ nên đụng nổ mà kim cái gì mà kim. Cứ thay tùm lum hết rồi nát hết đồ. Kim là nó phải hộp. Kim này nó ngon đụng phát nổ mà. Bạn anh lên trời xe hai bánh rút bỏ TB ra nổ có đều ga không? Rút TB ra nổ có đều ga không? Vẫn thế rồi. Vẫn vậy. Rút ra thử nè. Đủ ghê trời. Hòa ga ta. Chúc bạn. Hòa ga. Ba nghe luôn. Ban này phải có sao mất tu nó mô tô bốc. Thấy hòa ga chưa? Ủa thì xe đấy cày ghê lắm, bộp liên tục, hư nhăn hư mới có tiền chứ. Ở đây có bảo dưỡng giống ngoài Bắc đâu mà tháo ra vô rồi mở hết đâu mà, đây hư gì bục rồi đấy. Tôi cứ phải tính dần được rồi. Cái bàn này chưa xong nè. Nó phải tính bước sau. Bước này rồi sẽ làm ra. Chỉnh không được, nhưng mà chỉnh thì chỉnh hạ thấp cũng không được. Thì đó, nó hơi vui. Thích rồi. Đưa rồi nè. Chỉ là đặt dùng luôn. Thích rồi.
chợ mà cháy đen luôn không được. Thôi nhậu ơi. Ở Bắc mình nói ngoa có câu là thằng nào bàn cháu nó cũng mất rồi, thôi đi ăn. Bỏ con gà cặp nó nên khác đó. Ta đang coi phải làm cho chốt qua cho anh em ta coi chứ. Ngưng ngang đâu được. Thế thì phải có máy đây. Máy đây. Máy này không làm được. Nó không làm coi cho anh em ta đang coi thì ngưng ngang ta buồn. Bạn này bạn thiếu nó không làm được. Bạn này bạn thiếu. Giờ con cá nhìn thấy lỗ đâu mà cá. Và lát anh em, và lát, cho mượn ba lát. Chẳng nhìn thấy lỗ, đói quá rồi. Đói quá đâu. Má cặp tường ngon anh ơi. Ngoại đệ cho mượn cái máy. Thôi xóa lỗi, xóa lỗi, xóa lỗi. Xóa lỗi khu phục rồi. Từ bây xóa lỗi 1 tỷ lần rồi mà. Xóa lỗi đi anh Bến Giao. Rồi, bỏ lấy. Phục. Mở về quá. Mắt, về mắt gốc cái hay nào. Không được cái này không được, cái này có mô tô bốc. Lít, lít, lít. Ok. Ok. Khôi phục luôn. Ok. Rồi, tắt khóa điện. Mà vẫn dậy. Đòn nhỉ, nó đòn nhỉ. Đòn ca tài tử rồi. Sọc 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 thôi. Thông số hàng ăn. Ngon hết mà đúng không? Ok. Đó, lại hòa tự nhiên hòa. Xuống xuống. Ok mà. Đã chống xuống, đã chống xuống đi anh. Bạn hết lên rồi. Ok mà. Bóng ga là đúng rồi, về không độ lên mấy độ. Ok mà. 74 độ mà. Xem chậm nó có rớt ga điểm nào không? Rớt nó hộp chi? Rớt tay bên nó hộp chi? À, có bóp ga này. Anh sợ là cái tay bên nó chập giỡn hả? Ờ bạn đi. Anh cứ bạn từ từ nó xem. Hộp rồi nhỉ? Hộp. À, hộp, hộp thôi. Nó liên quan thì ganti lắm. Xem có cài đẹp độ cao không? Hay thử TB đi ăn. Thay thử TB. Cảm ơn anh em nhá. 6 người làm vẫn chưa ra cái bận này. Anh em vô tình góp ý giùm Trúc. Mà đói lắm rồi mọi người. Giờ lấy con TB thử đi không? Tớ. Cần thử TB không? Không bao giờ. Không bao giờ đúng không? TB là hộp ga thôi. Để điện áp và phạt phát nào. Hết ga nào. Hết ga lại ga. 74 độ. Điện áp hơn 4V. Đâu đưa bố điện thoại nào. Nhanh lên chứ. Phải có cái súng mạnh cơ, cái súng này yếu cũng bắn được. Bắn như kiểu cái thằng nó bắn ở trên mạng ấy, ấy bắn như bùm vào đấy, chết. Alo. Alo. Đã. Nó hồi gì anh? Mở ra coi cái chỗ nào ấy lại mở cái đồng hồ ra nào, chụp hình gửi cái mail qua đây thử nào. Ồ, đói quá rồi. Thôi chút xíu luôn được là đi nhá. Còn chưa tắm. Không, không, chỉnh mới rồi. Con, nghe mình học là học. Ai mà chỉnh luôn tung vỡ một. Tối mai làm món bột tạt nhỉ? Tối mai làm món bột tạt. Anh cho nó phụt con mũi ra. Sắp về cho em.
À, về leo cho con chúc nha, đi công chuyện nhé nha. À, chưa, ngoại cho ăn nha. Đang Quy Nhơn hả? Ok nha. Yeah 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 yeah. Đi ăn, cái bụng là cái đầu. Nó mới nảy ra số được ăn. Phải đi ăn, mọi người bảo đói quá, mọi người đừng cố gắng. Làm không hết bận đâu. À, hút thuốc, làm thuốc rồi đó. Nóng rồi đó. À, không hút nữa, phê rồi. Ông ra bận chán rồi. Kích chưa có đâu. Thôi đi ăn nhá, rồi ăn em chốt bàn này. Em chưa biết đâu mà thì em ngửi được cái mùi này tăm tăm rồi. Thấy chưa? Sư phụ lá biểu riêng. Sư phụ lá biểu riêng. Rồi cái này công nhận là oxyke nhá, em làm y xì như vậy nhá. Rồi được chưa? Cho 500 đi. Được chưa? Cho 500 đi, thì biết sao em cứ làm cho không không rồi được. Thấy không? Gần ngon rồi, cái này ngon rồi đấy chứ. Không máy bao nhiêu á? Biết kia không chịu nữa là. Chắc rồi. Ngày chết rồi. Cái giòn đó thôi, làm những cái giòn đó thôi. Xíu nữa, xíu nữa. Chưa được. Cái này toàn thuyền cũng giống như thợ nào. Toàn thuyền thôi. Chỉnh rồi, chỉnh tá lại. Nó không đi dài. Tôi
thấy mới được. Cái đỉnh Tuấn là tôi không nhìn được cái nút nào. Bấm gì người ta bấm cái địa đây. Quen rồi, tôi không quen. Đấy, vấn đề gì? Hạt sườn gì? Các bạn ra cái nào đâu? Kẻ ông nội nữa. Biến sao kệ nó. Quan trọng thì trước sau cũng đưa lên, ngày mai không bữa nào học cũng đưa lên, đưa đến mắt mù mình ra thốc đầu gì bậy không nào. Xe nhà mình đây mai làm cho nó giao gì, lấy xe kia về nhà cho mượn anh em đi. Trống. Chưa ngon lành, nó đi được. Nổ ra tí phải im. Lại rè, lại rú luôn. Bốn trăm mấy là về zin này. Đâu mấy dao? 470. Oxy phải nhảy nó dài cơ. Đấy, lúc thấp lúc cao. Ờ, như thế này. Máy xe đang bị bận, làm bị gì. Đủ giờ. Thấp thế. Quá thấp. Cần sớm điện. Dài mắt. Bên mắt. Dài là dài 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 dài.
hôm hôm trước nó bị hư rồi. Có bên đi ba kẹp trượt nữa này. Ok không? À. Đó không biết bạn gì đó biết bạn gì thôi. À, thử cái nữa đây, đèn này cao cái nữa nào, đẹp chưa? Thôi mai nó làm tổ qua ra thế nào qua ra là kêu cái bút phải gì đó kẻ nó được lúc tặng nhé. Cái chưa kịp cười. Ra rồi, ra. Mới ốc ra ra thử nào. Ốc ra là căng. Chết rõ rồi. Thôi bán thì đó. Đụng vào gì quá. Được, là lại bị lại rồi. Ra trong chúng em á. Đứng đứng đây. Từ. Ba nhà xương ấy. Được, em bỏ này ra đây. Chết chết. Cho cái lò xo ra. Ở đây cũng có cái bài này. Bài ngon. Bài ngon là đụng vào là đèn này không? Chưa chín rồi. Chưa chín rồi đụng vào là lên đường ngay. Chín vào tay. Mẹ là đụng là ngon lành thành đạo thế. Tay ông này đèn quá rồi. Đào xong đó, đi lắm. Đã đi được khác quá. Không tác dụng. Đã đi không tác dụng gì. Đưa dòng dạng cho em bán rồi, ok. Chị dòng dạng rồi. Đó. Đó. Giờ AF này, nó chuẩn này. Tôi vẫn thay cái đế kia, giờ nóng lên giận có thắng lại không? Mình làm tiền nhỏ. Sát ốc này là không được rồi, hiểu không? Làm như là quá sát. Công con chơi lại luôn, công con chơi lại. Thế thôi. À, con này nó rụt đầu kệ ông nội, nó quan trọng.
không liên quan đúng không? Liên quan. Đã hết bận rồi. Bóng bắn anh trai. Bóng bắn lên. Ngon liền đúng không? Oxy kê giờ oxy đẹp không? Quá đẹp rồi. Ok, hàng 900 là đẹp. Nào, giờ em phải dao động, phải đúng luôn. Rồi, chốt ban anh em là oxy kê nhá. Giờ đi nhậu được chưa? Rồi, ok. Rồi, tắt máy này là 2-3 lần nữa, coi xác nhận. Rồi anh bán dao qua đây bấm máy chút coi ngon không nào. Tay anh còn có bị hòa nữa không nào. Phê phết nhỉ. Không biết ban gì à? Chết gì, không biết ban gì thì chết. Không biết ban gì, tôi biết rồi đấy. Thế cuối cùng giờ làm xong từ bấy không biết ban gì. Ồ, ai gọi đây nhỉ? Đây em. Ok không? Đó đi. Để nó quan trọng gì cái bướm ga đó mà. Nó có hộp đâu mà. Nó là ga anti lên nó bị đờn mà. Đẹp không? Ok, 200, 700, 800. Súng pin mấy là cũng được rồi. Dạ? Nó bằng súng còn mấy chục được cũng được. Cái này ok rồi. Ủa thì 800 mấy 900. 300. Đó, giờ nó nhảy mới ngon. 100, 800, 300, 500, 6, 4. Trời ơi, vào AF, phá ra AF anh. Phá ra, phá bên trái rồi. Xuống. Ở nhà bị hành gói rồi, đến đây lại bị hành gói. Cái nhập sửa xe này khổ lắm. Cái nhà có hiểu không? Yes, ok. Đẹp không? Quá wow, ok, bấm thêm ok nữa coi xăng cộng trừ bao nhiêu phần trăm nào. Ê, trời ơi. Đẹp không anh Tuấn? Đẹp không anh em? Quá wow, ok. Con này không làm lại cái chợ trước này. Giờ tròn rồi đấy. Để tiền nó không làm thì thôi chứ bây giờ nó nhận máy chừng đó mà giờ nó tròn vo rồi đấy. Rồi nghe máy tròn không? Đốt rung không? Rồi năm anh em ở đây một người không biết ban gì. Anh kia biết ban gì không? Không biết, lắc đầu. Anh bén dao. Sờ sờ chỉ thôi, chỉ ngay khúc đó thôi. Tí ăn nhậu giải ban này luôn. Rồi ok anh em nhá, cộng trừ cho phép 7-8% nhá. Hôm nay biết cầm cảm biến gì không? Chưa biết cảm biến gì. Gặp chưa đến xe bên đường Old Trafford gặp ga khó này. Đồ đồ quá mà ra khỏi mà lắm. À thì bố anh em ngồi trong phòng anh em chia sẻ với nhau nữa chứ. Giấy bút đi không? Có chứ, ngày mai giấy bút rồi mua sổ rồi chứ. Ok, có gì đâu. Rồi xin chào anh em nhá. Bây giờ mình tắm rửa cái mình đưa anh em đi chơi một chút xíu nhá. Nói chung là cái ban này mọi người khéo tay mọi người ăn thôi. Chẳng có đẳng cấp gì cái ban này cả. À, mọi người gặp rồi mọi người đẳng cấp, mọi người khéo tay mọi người ăn thôi. Chứ cái ban này nó chẳng có tài giỏi gì. Còn anh em muốn ban gì gọi trực tiếp cho thì Tuấn luôn 0909 755 993 nhá. Ok, mình chỉ luôn. Không, sao mà hở mà. Mệt ghê, bướm đồng tiền ngày mai. Đây, đọc đây, bướm ga đâu rồi. Có bướm gà không, trong coi cái.
Đợi ngày mai ra ngoài tiệm mười mấy hai ống ga, mà ống ga nào làm sao mà đóng nó hoàn toàn được, nó phải nhìn xuyên qua bên trời chứ. Đây, vít vít em cái mâm ấy, vít em cái mâm ấy. Bây giờ để em dọn cho. Điện thoại bao lâu? Hết pin rồi hả? Được không? Được rồi. Bố gì vậy bố? Đưa đưa điện thoại bố đây. Đưa điện thoại bố đây, ở đây rồi. Ờ quên mất. Đó xíu nữa, xíu nữa. Dạ 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 dùm em luôn ăn trai. À đấy, đây 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 đây, đây bà già vợ em. Năm nay 80 rồi, chuẩn bị mừng thọ, 80 rồi đấy. Cụ này 80 rồi mà. Dạ. Thì 80 rồi mà, 80 lấy lương nhà nước chứ. Cái này có bán không này? Dạ. Cái này có bán không bộ? Có chứ. Bao nhiêu cái vậy? Gần triệu sao? Gần triệu. Dạ. Ôi ngồi ghế chờ em chút. Xin chào anh em nhá, lâu lâu mới được vui tí. Có gì không hay rất mong anh em ở trên mạng thông cảm cho Đình Tuấn nhá. Rồi, thank you mọi người. Chúc mọi người có buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình người thân. Anh em Đình Tuấn phải tiến thẳng đi một chút xíu nữa. Rồi, xin chào mọi người. Ban bận có gì không hay rất mong mọi người thông cảm nhá. Cái này khéo tay chúng ta ăn thôi, không có gì cả. Rồi mọi người sẽ gặp, rồi mọi người sẽ chinh phục, không có gì khó. Chúc mọi người luôn luôn thành công, phấn đấu tốt trong công việc. Chúng ta sửa xe, chúc mọi người thành công, kiếm được nhiều tiền, cuộc đời chỉ thế thôi, là vui. Sau tương lai chúng ta sẽ gặp được nhiều anh em, chúng ta giao lưu, mỗi người có một cái ban bận hay, rồi tự động chúng ta sẽ đúc kết và từ từ chúng ta sẽ lên một tầng cao mới. Ok, rồi thank you. Hở gió là khó ở ga lati. Rồi thank you mọi người.